Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Trung Quốc đã nộp đơn kiện Mỹ áp thuế mới lên WTO, đây được coi là phản ứng nhanh chóng của nước này sau chưa đầy một tuần bị Mỹ tuyên bố áp thêm thuế. Trong khi đó, Mỹ cũng đã kiện một số đối tác lớn lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO liên quan tới biện pháp đáp trả của những nước này với các mức thuế mà Washington áp đặt đối với các hàng hóa và kim loại nhập khẩu. Ngày 18 tháng 7, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố nước này sẽ rút khỏi Hiệp ước Toàn cầu về di cư của Liên Hợp Quốc trước khi Hiệp ước được thông qua lần cuối vì cho rằng thỏa thuận này tạo ra mối đe dọa cho thế giới. Dự luật chính sách thương mại trong tương lai do chính phủ của Thủ tướng Theresa May đưa ra, theo đó Anh sẽ vẫn nằm trong liên minh hải quan với EU trong trường hợp không đạt được thỏa thuận tự do thương mại, đã được Hạ viện thông qua với 317 phiếu ủng hộ và 286 phiếu chống. Dự luật này sẽ được chuyển cho Thượng viện xem xét trước khi đưa lại Hạ viện bỏ phiếu lần cuối. Mới đây, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tiếp tục giữ nguyên dự báo tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2018 và năm 2019 ở mức 3,9%. Tuy nhiên cũng cảnh báo, đà tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế toàn cầu đã bắt đầu từ 2 năm trước đã đạt đỉnh và đang trở nên mất cân bằng hơn vì cuộc chiến thương mại. Ngày 19 tháng 7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thủ đô Abu Dhabi bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Với chuyến thăm này, hai bên xây dựng một chương mới trong quan hệ hợp tác nhằm mở ra cơ hội hợp tác toàn diện và nâng cao quan hệ giữa Trung Quốc UAE lên tầm cao mới, cũng như xây dựng một cộng đồng Trung Quốc UAE có chung tương lai. Ngày 16 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp lịch sử tại Phần Lan. Đây là cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo hai nền kinh tế lớn sau gần 10 năm quan hệ căng thẳng. Sau cuộc gặp 4 giờ đồng hồ, hai nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung với nhiều tín hiệu tích cực. Cuộc gặp lịch sử này sẽ là chủ đề của chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Hội nghị thượng đỉnh chính thức đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã diễn ra tại thủ đô Helsinki, Phần Lan vào ngày 16 tháng 7, với hy vọng mở ra một triển vọng tươi sáng hơn nhằm cải thiện mối quan hệ giữa hai cường quốc vốn đang bị đẩy xuống mức thấp. Hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã tiến hành hai vòng đối thoại. Vòng đối thoại trực tiếp kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ giữa ông Putin và ông Trump được tiếp nối bằng một cuộc họp mở rộng với sự góp mặt của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, Cố vấn Tổng thống Nga Yuri Ushakov, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Sau 4 giờ đồng hồ, cuộc gặp lịch sử khép lại với một cuộc họp báo chung. Cuộc gặp ngày hôm nay chỉ là sự bắt đầu của một tiến trình dài, nhưng chúng tôi đã thực hiện những bước đi đầu tiên hướng tới một tương lai tươi sáng hơn với cuộc thảo luận thẳng thắn và nhiều ý nghĩa. Kỳ vọng của chúng tôi dựa trên thực tế, nhưng hy vọng của chúng tôi thì dựa trên mong muốn về tình hữu nghị, hợp tác và hòa bình. Nga và Mỹ đều phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm nguy cơ mất cân bằng của các cơ chế an ninh quốc tế, sự ổn định, khủng hoảng khu vực, các mối đe dọa khủng bố và tội phạm xuyên biên giới lan rộng, cũng như các vấn đề ngày càng tăng của nền kinh tế thế giới, sinh thái và các rủi ro khác. Những vấn đề này chỉ có thể được giải quyết bằng cách hợp tác cùng với nhau. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ đạt được sự kết nối về quan điểm này với Mỹ. Các nội dung hội đàm tập trung vào các vấn đề song phương trong quan hệ Mỹ-Nga, như nỗ lực cải thiện quan hệ hai nước, các buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ và cách thức giải quyết một số vấn đề quốc tế như Ukraine, Syria, kiểm soát vũ trang, tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và cuộc chiến chống khủng bố. Vốn là hai quốc gia có khá nhiều bất đồng về các vấn đề trên thế giới, liệu kịch bản nào sẽ có khả năng xảy ra đối với mối quan hệ Mỹ-Nga trong thời gian tới? Cuộc gặp này sẽ tác động thế nào đến mối quan hệ trên thế giới? Mời quý vị cùng gặp gỡ ông Chaba Bundik, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Trung Đông Âu tại Việt Nam, CCEC. Cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn. Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga vừa diễn ra tại Phần Lan đã trở thành tâm điểm của thế giới trong tuần này. Ông có nhận định gì về ý nghĩa và kết quả của sự kiện này? Mỹ và Nga là hai cường quốc, cũng như có lực lượng quân đội hùng mạnh và sở hữu số lượng lớn vũ khí hạt nhân trên thế giới. Do đó, việc hai nguyên thủ này gặp gỡ và hội đàm với nhau là một tín hiệu tích cực.
Đây là một cuộc gặp song phương kéo dài trong 4 tiếng đồng hồ. Vì vậy, hai nhà lãnh đạo dường như có đủ thời gian để thảo gỡ những bất đồng, cũng như thảo luận về nhiều chủ đề như tình hình ở Syria, Iran, an ninh mạng, khủng bố hay cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Đây đều là những chủ đề vô cùng nóng và thú vị. Kết quả là sau sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời người đồng cấp Nga Vladimir Putin đến Washington để tiếp tục các cuộc thảo luận. Theo ông, Mỹ và Nga có mục đích gì khi thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh lần này? Theo tôi, mục đích của hội nghị thượng đỉnh này tùy thuộc vào mỗi quốc gia. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như có cách thức đối thoại trái ngược nhau. Trong khi Tổng thống Putin hướng sự đối thoại của mình đến toàn thể người dân Nga, cũng như trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng, thì Tổng thống Donald Trump dường như lại chỉ hướng sự đối thoại của mình về phía những cử tri ủng hộ ông ấy, đồng thời nhấn mạnh nhiều đến những nhu cầu và mong muốn mà các cử tri này muốn nghe. Như các bạn đã biết, thì Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ tái tranh cử chức vụ Tổng thống Mỹ năm 2020, cũng như thay đổi khẩu hiệu tranh cử thành giữ nước Mỹ vĩ đại. Do đó, có thể thấy có sự khác biệt lớn trong quan điểm giữa hai nhà lãnh đạo. Theo ông, mối quan hệ hai nước có cải thiện hơn sau cuộc gặp này không? Câu trả lời của tôi là vừa có và vừa không. Bạn biết đấy, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng sai lầm của Mỹ là đã khiến quan hệ ngoại giao giữa nước này và Nga trở nên xấu đi. Ông ấy đã đổ lỗi cho Đảng Dân Chủ vì điều này, đồng thời luôn thể hiện mình là người bảo vệ hòa bình. Trong bối cảnh Tổng thống Trump đã gặp mặt Chủ tịch Triều Tiên cũng như thực hiện cuộc gặp với người đồng cấp Nga, ông ấy muốn chứng tỏ trước các cử tri rằng ông ấy là một vị Tổng thống khác biệt và có thể đem đến sự tốt đẹp cho nước Mỹ. Thế còn về phía Nga thì sao thưa ông? Về phía Nga, họ cũng có chương trình nghị sự riêng. Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố ông ấy sẽ không thảo luận với Mỹ về Crimea và điều này sẽ không bao giờ cần phải bàn bạc thêm. Ngoài ra, tình hình ở Syria vẫn chưa ngã ngũ, nên có rất nhiều vấn đề mà Nga và Mỹ có thể thảo luận và thương lượng, thậm chí có thể đi đến một thỏa thuận chung giữa hai nước. Có thể thấy, hai nhà lãnh đạo đều có những chương trình nghị sự riêng, song việc hai nước sẵn sàng gặp gỡ và đối thoại là một điều vô cùng đáng hoan nghênh. Đâu là nội dung mà phía châu Âu quan tâm nhất trong cuộc họp mặt lần này và tại sao thưa ông? Phía châu Âu quan tâm đến tất cả các nội dung có trong cuộc họp mặt này, bởi đây đều là những vấn đề mang tính chất toàn cầu. Lấy ví dụ về tình hình ở Syria, đây là một chủ đề thu hút sự quan tâm của các quốc gia châu Âu, bởi vì cuộc khủng hoảng nhập cư đang diễn ra ở EU có liên quan mật thiết đến tình hình chiến sự ở Syria. Nếu cuộc chiến ở Syria kết thúc nhanh chóng, điều này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Ngoài ra còn phải kể đến các vấn đề về Iran, an ninh mạng, đòi hỏi một giải pháp càng sớm càng tốt. Tôi muốn nhấn mạnh đến một trong những ảnh hưởng gián tiếp khá thú vị mà cuộc họp này mang lại. Theo đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố nước Mỹ là trên hết, đồng thời khẳng định ưu tiên của ông ấy là đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Do đó, ông ấy hy vọng các quốc gia khác cũng có động thái tương tự. Điều này khiến các đối tác khác trên thị trường toàn cầu phải tái cấu trúc và sắp xếp lại các chiến lược của mình. Đó cũng chính là lý do vì sao mà Liên minh châu Âu, EU và Nhật Bản mới đây đã đẩy nhanh tiến độ ký kết một hiệp định thương mại tự do. Lãnh đạo hai nước đã kết thúc cuộc họp với nhiều tín hiệu tích cực. Vậy còn phản ứng của các bên liên quan và giới quan sát như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp sau. Kết thúc hội nghị thượng đỉnh với Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ giới lập pháp nước này. Trong suốt lịch sử nước Mỹ, người dân chưa bao giờ thấy một Tổng thống Mỹ ủng hộ một đối thủ như cách mà Tổng thống Trump đã ủng hộ Tổng thống Putin. Một câu hỏi đáng ngại duy nhất đang được đặt ra là điều gì có thể khiến Tổng thống Trump đặt lợi ích của Nga lên trên nước Mỹ? Hàng triệu người Mỹ sẽ tiếp tục tự hỏi mình điều này. Lời giải thích hợp lý duy nhất là nhiều khả năng Tổng thống Putin đang nắm giữ những thông tin gây nguy hiểm cho Tổng thống Trump. Thay vì đứng về phía nền dân chủ và các nguyên tắc dân chủ của nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump lại tỏ ra lép vế trước sự hiện diện của Tổng thống Putin, và toàn thế giới đã theo dõi và thấy điều đó. Những gì Tổng thống làm trong cuộc gặp thượng đỉnh vừa rồi đã chứng tỏ người Nga đã có một mối quan hệ về mặt chính trị hoặc tài chính đối với Tổng thống Trump.
Tôi cho rằng người Nga cần phải biết rằng có rất nhiều người Mỹ, như chính chúng tôi đây, hiểu rất rõ về những gì đã xảy ra trong năm 2016, và điều này không bao giờ được lặp lại vào năm 2018. Người dân Mỹ cũng đưa ra những ý kiến tương tự, cho rằng Tổng thống Trump đang ủng hộ cho nhà lãnh đạo Nga. Những gì diễn ra trong cuộc gặp đã làm dấy lên nghi ngờ rằng liệu Tổng thống Trump có đang làm đúng bổn phận của mình hay không, khi mà ông vẫn lên tiếng cho rằng Nga không hề can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, trong khi trước đó, cộng đồng tình báo đã cảnh báo ông rằng Nga đã thực hiện một số thỏa thuận trong cuộc bầu cử và cố gắng kiểm soát cuộc bầu cử của Mỹ. Theo tôi thấy, những gì Tổng thống Trump làm không hề đại diện cho nước Mỹ. Tại Nga, người dân đã bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau về cuộc họp thượng đỉnh với Mỹ. Cuộc họp này đã diễn ra khả quan. Dù sao, việc hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ gặp nhau ở Helsinki và có cuộc nói chuyện bình thường là một tín hiệu tích cực. Tôi nghĩ rằng không có gì thực sự thay đổi. Trong những tình huống như thế này, các chính trị gia đều muốn giữ vững quan điểm của họ và không muốn nhượng bộ. Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ cũng thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Trung Quốc hoan nghênh cuộc họp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ tại Helsinki. Nga và Mỹ đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là các nước có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ có nhiều cuộc đối thoại và hợp tác hơn. Điều này sẽ thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới. Tôi muốn hội đồng thượng đỉnh tiếp theo sẽ diễn ra tại Italia để Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có thể đề cập mạnh mẽ và thẳng thắn về các vấn đề an ninh, hòa bình, việc làm và tăng trưởng kinh tế. Hai vị Tổng thống, các ngài đã làm tốt. Giới chuyên gia thì nhận định, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có màn thể hiện có phần lép vế hơn so với người đồng cấp Nga tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Helsinki. Việc Tổng thống Putin thảo luận hàng loạt vấn đề toàn cầu với Tổng thống Donald Trump dường như đã biến vị thế của ông Putin sánh ngang với lãnh đạo Mỹ, vốn là cường quốc số một thế giới. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng liên tục nhắc đến Nga và Mỹ là hai cường quốc hạt nhân lớn và nhấn mạnh hai nước đều ngang tầm nhau. Do đó, có thể thấy dường như ông Putin là người chiến thắng trong cuộc gặp lần này. Ngoài ra, tuy hai lãnh đạo Nga-Mỹ đã đưa ra những tuyên bố hết sức tích cực về tương lai quan hệ song phương, song các vấn đề gai góc khác thì hai nhà lãnh đạo mới chỉ có các cam kết chung chung mà không đưa ra được giải pháp cụ thể mang tính khả thi. Có thể thấy chính sách ngoại giao của Tổng thống Mỹ luôn là một dấu chấm hỏi đối với ngay cả các nghị sĩ trong nước lẫn các quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh cả thế giới ủng hộ tự do thương mại, ông lại ban hành các mức thuế mới lên các đồng minh lớn lâu năm và thậm chí coi EU là kẻ thù trong một tuyên bố gần đây. Và trong khi EU vẫn đang cấm vận Nga, thì ông Trump lại mong muốn cải thiện quan hệ với ông Putin. Thưa ông, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh EU và Mỹ đang có một số căng thẳng thương mại. Về những diễn biến gần đây cho thấy Mỹ đang tiến gần đến Nga hơn, trong khi xa rời đồng minh EU không thưa ông? Theo tôi, EU không muốn trở nên xa rời với đồng minh Mỹ, bởi tất cả các quốc gia đều gắn kết với nhau, căn cứ vào tình hình kinh tế, chính trị, bối cảnh thế giới và ngay cả khối quân sự NATO. Có thể thấy rõ ràng Tổng thống Donald Trump mong muốn kiến tạo một chương mới trong lịch sử NATO. Theo đó, ông ấy kêu gọi tất cả các nước thành viên trong khối này tăng chi tiêu quân sự. Dường như động thái này có mục đích đằng sau, bởi EU có một nền kinh tế vô cùng vững mạnh. Việc các nước như Pháp hay Đức tăng gấp đôi chi tiêu dành cho quân sự đối phó với Nga sẽ phục vụ mục đích này. Ngoài ra, việc Tổng thống Trump kêu gọi NATO tăng chi tiêu quốc phòng còn giúp các nước EU đẩy nhanh tiến trình củng cố năng lực quân sự, vốn là vấn đề mang tầm chiến lược lâu dài đã được đưa ra thảo luận từ lâu. Bởi ngoài việc EU có trong tay sức mạnh kinh tế và ngoại giao, khu vực này cũng cần có sức mạnh quân đội của riêng mình. Và biết đâu, Tổng thống Donald Trump đã giúp các nước EU tiến gần đến mục tiêu này. Nhưng Tổng thống Trump gần đây đã gọi EU là kẻ thù, ông nghĩ sao về điều này? Và chúng ta cũng nghe rất nhiều những người khác gọi ông ta là kẻ thù, phải không nào? Đây có thể coi là một chiến lược đàm phán. Ông ấy tỏ ra là một người không thể dự đoán được. Ông ấy xuất thân là một doanh nhân, không phải chính trị gia. Và đôi khi, những cách đàm phán của ông ấy có hiệu quả, đôi khi lại không. Như ông đã nói, ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga, Hiệp định Tự do Thương mại giữa EU và Nhật Bản được ký kết. Ông có thể nói rõ hơn về mối liên hệ giữa những sự kiện này? Theo tôi, về mặt tốc độ, hai sự kiện này có thể có liên hệ với nhau. Những thỏa thuận FTA như vậy thường mất nhiều năm đàm phán, đặc biệt là khi đề cập đến thuế, sau đó mới có thể đi đến một thỏa thuận.
Thỏa thuận FTA Nhật Bản-EU đã được đàm phán nhiều năm trước, nhưng lãnh đạo EU và Nhật Bản vẫn có một chút gì đó áp lực và nóng vội để gửi đến cho Tổng thống Mỹ Trump thông điệp rằng, ok, nếu ông ấy không muốn là một phần của các thỏa thuận thương mại tự do, tốt thôi, EU là một nền kinh tế lớn và chúng tôi đủ mạnh để đứng trên đôi chân của mình và tìm các đối tác riêng. Chúng tôi không cần Mỹ. Theo ông thì thỏa thuận này đã hoàn thiện chưa vì Nhật Bản và EU đã đẩy nhanh việc ký kết dù có nhiều bất đồng? Đạt được một văn bản có thể coi là một thành công lớn, nhưng khó khăn vẫn ở phía trước. Bạn biết đấy, có 28 quốc gia trong Liên minh châu Âu. Bước tiếp theo là thỏa thuận này cần được dịch ra các thứ tiếng của mỗi quốc gia, và quốc hội mỗi nước sẽ xem xét để thông qua. Tương tự như vậy tại Nhật Bản, một khi văn bản này được thông qua, thỏa thuận này mới có thể có hiệu lực. Nhưng điều này sẽ mất thời gian, giống như EVFTA. Hy vọng rằng năm tới việc phê chuẩn sẽ hoàn thành. Vậy hiệp định này có gì khác biệt so với các FTA khác như EVFTA mà EU ở Việt Nam đã ký? Tôi có thể nói là cả hai thỏa thuận của Nhật Bản và Việt Nam với EU đều là những thỏa thuận quan trọng, bởi EU sẽ không vội vã ký kết các thỏa thuận thương mại với bất kỳ quốc gia nào. Hai thỏa thuận này khá là khác biệt với nhau. Với thỏa thuận giữa Nhật Bản và EU, lĩnh vực được chú trọng là các sản phẩm công nghệ cao, và chúng tôi tập trung vào thương mại trong lĩnh vực này với tỷ trọng đáng chú ý. 60% giao dịch thương mại giữa hai khu vực và 40% thương mại toàn cầu được bao hàm trong thỏa thuận này. Thỏa thuận với Việt Nam thì nhỏ hơn một chút và tập trung vào lĩnh vực khác, bởi các sản phẩm của Việt Nam khác với Nhật Bản về cả cấu trúc và tỷ trọng. Nhưng động lực của EU đối với hai thỏa thuận này là như nhau. Điều này cũng chứng minh là EU có thể thúc đẩy thương mại mà không cần có Mỹ, và điều này cũng đem lại nhiều lợi ích cho phía Việt Nam. Vậy ông có nghĩ rằng Tổng thống Mỹ sẽ chú ý đến thỏa thuận này và muốn tăng cường ảnh hưởng tại châu Á hay tham gia lại CPTPP không? Có thể lắm. Chúng ta sẽ biết điều này cụ thể hơn vào khoảng năm 2020. Vì sao? Theo các số liệu thì dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định cho đến năm 2020, và đó cũng là thời điểm cuộc bầu cử tiếp theo tại Mỹ được tiến hành. Do vậy, nếu những ảnh hưởng từ nền kinh tế tiếp tục được phát triển như dự báo, mọi việc sẽ dễ dàng hơn cho Tổng thống Trump thuyết phục cử tri về đường lối của ông. Còn nếu không, ông ấy sẽ gặp khó khăn và chúng ta sẽ thấy có những sự thay đổi lớn. Trở lại với chủ đề Mỹ-Nga của chúng ta, quan điểm của EU đối với các lệnh cấm vận của Nga như thế nào? EU có mục đích tốt đằng sau quyết định này. Bạn biết đấy, Crimea đã sáp nhập vào Nga và điều này đi ngược lại mong muốn của phương Tây. Theo đó, EU bắt đầu các lệnh cấm vận Nga. Tình hình này vẫn chưa thay đổi và các lệnh cấm vận vẫn được gia hạn. Tôi tin rằng đây là một chủ đề lớn mà Mỹ và Nga đã đề cập trong cuộc họp vừa rồi. Vậy với việc Mỹ và Nga nỗ lực cải thiện quan hệ, EU sẽ thay đổi quan điểm với Nga không thưa ông? EU là một khối kinh tế lớn và có những mặt tích cực và tiêu cực khi có nhiều ý kiến khác biệt trong một khối. Mặt tốt của việc phân hóa đó là 28 quốc gia đem lại 28 nền văn hóa và màu sắc khác nhau cho một tập thể. Nhưng chúng tôi phải tìm được sự nhất trí và điều này khiến việc đưa ra quyết định bị trì trệ. Nhưng mọi quốc gia trong EU đều có thiện chí giải quyết các vấn đề quốc tế thông qua việc thảo luận và đàm phán. Và vấn đề mà chúng ta đang nói cũng liên quan đến kinh tế. Nếu bạn để ý, chi tiêu quốc phòng của Nga đã giảm 20% so với trước đây. Điều đó có nghĩa là nền kinh tế Nga không thể chi tiêu cho quân sự nhiều như trước kia. Nền kinh tế của họ đã đi xuống. Điều đó có nghĩa là Nga về lâu dài cũng sẽ cần giải quyết các lệnh cấm vận này. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của ông Chababunik đã đem lại cho quý vị cái nhìn rõ nét hơn về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Nga, cũng như những quan điểm của EU đối với cuộc gặp này. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.